Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn đang có mặt tại showroom 98 Bành Văn Chân, chuẩn bị đơn hàng piano cơ nhà Kawai model BL12 lên đường đến với khách hàng tại 4 Mê Thuột. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên, hai nhân viên đang tiến hành bọc ni lông nhiều vòng xung quanh quà tặng theo đàn, đó chính là hộp ghế piano cao cấp trang bị tăng đơ, điều chỉnh vị trí người chơi dễ dàng với lớp sơn đen nhám đầy ấn tượng, tạo sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Bên cạnh ghế piano cao cấp sẽ còn có ống sưởi, khăn phủ phím, khăn phủ đàn. Sau đó, chiếc piano BL12 được quấn nhiều vòng ni lông các mặt trải dài từ trên nắp đàn, thân đàn đến chân đàn, kỹ lưỡng và cẩn thận xung quanh phụ kiện đàn, giúp piano tránh chầy xước khi vận chuyển cũng như ảnh hưởng của thời tiết. Quy trình đóng hàng chiếc piano cơ và quà tặng đã xong. BL12 có những đặc điểm nổi trội nào? Tìm hiểu với mình nhé. Vẻ đẹp hoàn thiện đầy tinh tế, từ dáng đứng đến màu đen bóng. Dưới nắp là 88 phím đàn bằng gỗ cao cấp, logo Kawai mạ bóng chạm khắc sang trọng, đường chỉ vàng mạ dài quanh thân đàn, thêm cả đường chỉ đỏ dọc phím. Bên trong piano sẽ là bú đàn bằng lông cừu, bản cộng hưởng và khung sườn nguyên khối bằng gỗ cao cấp, khung đàn bằng gang. Ngoài ra, khi mua piano tại Minh Phụng Music, bạn còn được bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần. Hãy cùng với team đưa siêu phẩm nhà Kawai có khối lượng 200kg lên xe đẩy để đưa ra xe tải nhé. Đàn đáng được đưa tới thùng tải, chiếc piano được bỏ xe đẩy và đưa lên bằng bàn nâng tải chậm chậm, sau đó được đẩy vào sâu trong xe và ràng nhiều vòng dây thừng cố định đầy chắc chắn để chuẩn bị khởi hành. Vậy là buổi chuẩn bị giao piano BL12 đến với khách hàng tại 4 Mê Thuột đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.